Một động tác yoga duy nhất giúp chúng ta phòng tránh được đột quỵ trong mùa lạnh nhé. Các bạn lắng nghe này, cái điều này vô cùng là quan trọng. Không những chỉ giúp các bạn nâng cấp được sức khỏe của bản thân, giúp chúng ta hạn chế tối đa bệnh tật, đồng thời còn là cứu mạng được chúng ta. Nhưng với điều kiện là không phải là tập một lần mà có tác dụng nhiều là ngày, nhiều tháng, nhiều năm nữa nhé. Mà chúng ta cần phải tạo thành một cái thói quen là tập luyện thường xuyên. Thì động tác đó là động tác gì? Chính là động tác trồng chuối mà để có thể trồng được chuối đấy thì chúng ta cần có cái quy trình có nghĩa là các cái bước để cuối cùng có thể trồng chuối được ngoài ra thì có rất nhiều người biết trồng và nhiều người thì lại không biết trồng và trồng rất là khó trong cái việc nó sợ hãi sợ hãi nó giống như là cái gì đó nó rất là rất là no nắng về cái việc là mình có làm được hay không thì các bạn quan sát luôn nhé để vào tôi thấy trồng chuối trước tiên là chúng ta phải khởi động một chút xíu tuy nhiên thì nó cũng chẳng quá khó khăn trong cái việc là cái động tác nó phức tạp hay là cái gì đâu mà chúng ta nên khởi động một chút là để làm sao để cho khi vào tư thế nó không quá là no nắng và sợ hãi đối với những cái người là à, người già và đối với một số người là người bệnh hoặc là chị em phụ nữ có thể là bản thân các bạn cũng chẳng phải là sợ hãi gì đâu chỉ là lâu ngày quá thì mình cũng hơi điệu điệu một chút thôi thành ra lâu ngày quá mình cứ nghĩ rằng mình là phái yếu thành ra mình yếu thật giả thiết bây giờ mình rơi vào cái trường hợp mà bất khả kháng tự động mình cũng sẽ mạnh mẽ chẳng khác gì nam giới thậm chí là còn mạnh mẽ hơn nhiều nhá và thực tế là có rất nhiều cô chú anh chị thậm chí là các cái chị em đấy còn mạnh mẽ hơn cả nam giới chúng tôi rất là nhiều lần rồi đẩy cao tay lên một chút này chờ cái vai tay của mình nó tê đi một chút chúng ta có thể lắc lư một chút nhá khởi động mà đúng không để có thể trồng chuối được tốt thì chúng ta cần có khởi động một chút xíu đúng rồi càng tĩnh càng tốt căng nhá tĩnh nhá lắc lư một chút Kim Toàn sẽ giải thích dần dần luôn trong cái video của chia sẻ của buổi ngày hôm nay nhé. Rồi đan 10 con tay này, nâng cao lên. Cái thời tiết nó lạnh như này đấy. Hiện tại bây giờ thì là những ngày cuối cùng của năm 2024, năm 2024 và bây giờ ngoài trời rất là lạnh. Và thường thì cứ cái thời tiết lạnh như vậy đấy, thì là có rất là nhiều người đặc biệt là nữ giới là bị đau đầu, chóng, thậm chí là bị cả tiền đình. Và nguyên nhân dẫn tới thì chủ yếu là do cái mạch máu của các bạn là bị tắc hoặc là bị có mỡ ở phía trong thì cái mỡ mạch máu này nó có hai loại mỡ thứ nhất là cái mỡ ở ngoài mạch các bạn có nhớ là giết cái con ngan con gà ra không con ngan con gà đấy mà chúng ta mổ chúng ta giết và chúng ta ăn thịt đấy thì chúng ta thấy thấy có một cái lượng mỡ màu vàng nó bám ở ngoài các cái mạch các cái cơ quan nội tạng của mình thì đấy gọi là mỡ ngoại tạng nhá và còn một loại mỡ nữa là trong cái mạch mạch của mình nó đầy ra hay đi cùng các cái cạnh bẩn mà nó, nó tích lũy lâu ngày ở trong cái đường ống mạch đấy thì theo công thức này chúng ta, chúng ta có khoảng tầm 80 cho đến hơn 100.000 km mạch máu tùy vào từng người có người chịu khó năng tập luyện vận động có dục thể chất tốt hoặc là yoga hoặc khí công thì có lẽ các bạn có tới cả hơn 100.000 km mạch máu nhưng đối với người bình thường thì chỗ có khoảng tầm 7 80.000 thôi chứ con số 90.000 là con số trung bình rồi có đúng không là tốt lắm rồi đấy và theo công thức thì ở trong đó tầm có có khoảng tầm từ 3 đến 6 kg cân cặn nhiều đấy 3 đến 6 kg cân cặn bao gồm cả mỡ nhé. Thì theo công thức tính như sau để chúng ta biết được rằng là toán học thì không có sai. Kim Toàn không nói chuyện tào lao mà nó tất cả mọi chuyện là bằng có số hết. Và Kim Toàn là người có văn hóa, có địa vị xã hội. Mọi cái lời Kim Toàn nói ra là hoàn toàn chịu trách nhiệm trước chuyên môn của Kim Toàn và cá nhân của Kim Toàn cùng với những người đồng nghiệp nhé. Chứ còn pháp luật thì chắc chắn là Kim Toàn làm sai thì pháp luật là phải xử lý rồi có đúng không? 3 đến 6 kg cân cặn trong đó thì có bao nhiêu cân mỡ thì các bạn hình dung này. Cứ theo công thức nhá, chúng ta mà có 10 cân mỡ ở dưới da thì mặc định chúng ta sẽ có từ 10 đến 15% cái lượng mỡ dưới da là ở trong cơ quan nội tạng. Đó, vậy thì giả thiết chúng ta có 10 kg cân mỡ thì chúng ta sẽ có tầm khoảng từ 1 đến 1 cân rưỡi mỡ ở trong cái cơ quan nội tạng của chúng ta. Có nghĩa là trong tất cả các hệ thống mạch máu và tim, gan, phổi đúng không? Bây giờ bây giờ giả thiết chúng ta có 30 cân mỡ thì chúng ta sẽ có từ bao nhiêu à? từ 3 cân cho đến 4 cân rưỡi mỡ nó làm tắc hết tất cả những cái hệ thống mạch của chúng ta nó giống như là cái đường ống dẫn nước ấy thì nếu hoặc là cái đường ống dẫn nước uh, sinh hoạt hoặc là nước thải ở trong gia đình của chúng ta hoặc hộ gia đình hoặc là các cái tòa chung cư vậy thì nó sẽ dẫn tới tắc tắc rồi thì máu nó không lưu thông được thì điều gì xảy ra nhỉ nó làm cứng cái mạch của chúng ta lại và cái mạch của, chúng ta nó co lại thời tiết này nó lạnh nhá lạnh theo công thức là lạnh cái gì mà chả phải co lại đúng không rồi buông tay này tiếp tục nhá thật thoải mái này dựng chân này. dựng tay vai này. Rồi, di cái mông của mình về phía gót chân nhưng mà cái đầu gối, cái đầu gối của chúng ta nhá, không cần nâng lên này. Cái cùi trỏ chúng ta lại trùng cho các bạn nhìn thấy cái tay nó khuỵu rất là rát và tức ở vai đúng không? Mục đích chúng ta là khởi động mà. Rồi quay lại vấn đề này. Khi cái mạch của chúng ta nó bị tắc ở phía trong, đồng thời ở phía ngoài thời tiết nó lạnh, nó lại làm co cái mạch của chúng ta lại. Vậy thì cái điều gì xảy ra thì các bạn biết ngay rồi. Cái áp lực máu thì nó vẫn cứ phải trôi đi mỗi một cái nhát đập của tim, một cái bơm của tim thì cần phải có một cái lượng máu nhất định nó bơm đi đúng không? Nhưng cái mạch thì nó tắc và làm sao cái mạch nó không co giãn được, nó không phồng, không lên, không xẹp xuống được. Các bạn hình dung ví dụ như là cái, cái máy bơm ấy, chúng ta có những cái đường ống phun nước thì cái máy bơm nó bơm đi đúng không? Nó bơm nước thì cái đường ống dẫn nước đấy mà nó cứng có thể nó phải vỡ đúng không? Còn nó vỡ nó xì ra, nó xì ra ở đùi thì chúng ta bị làm sao? Bị giãn cái tính mạch ở đùi. Đấy là nhẹ nhá. Chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt, Kim toàn lấy cái ví dụ để chúng ta nhìn thấy bằng mắt. Còn trong trường hợp nó vỡ ở mạch máu ở não thì chúng ta làm sao? bị tai biến đúng không hoặc có đột quỵ não còn chúng ta lại bị ở tim thì đột quỵ tim hoặc là tai biến tim nghe thấy sợ chưa và bây giờ các bạn có thấy thấy rằng là người trẻ bây giờ bị đột quỵ cực kỳ nhiều nhá trước đây chỉ có người già mới đột quỵ thôi nhưng bây giờ người trẻ thì cách đây tầm khoảng 3 hôm là ở hải phòng kim toàn là người hải phòng mà à, gần đồ sơn thì kim toàn có biết có một cái câu chuyện là cái cậu đấy nó có tầm có 25 tuổi thôi mà đi chơi thể dục thể thao này ngoài trời lạnh như này này đó dẫn tới là làm sao uống rượu một chút rượu nó cũng chẳng phải nhiều nhiều sau đó thì vào ngồi nghỉ ngơi thế gió nó lùa lại vào không giữ ấm cơ thể lại ăn mặc phong phanh chơi thể dục thể thao dẫn tới là làm sao đột quỵ đúng không người trẻ người ta gọi là đột quỵ còn người già mà bị các bệnh về tim và não như vậy người ta gọi là tai biến và rồi các bệnh tai biến đột quỵ là các bệnh chết mà không hề biết mình chết vậy thì giải pháp đưa ra là cái gì vừa rồi Kim toàn nói ra là cái hậu quả luôn để chúng ta sợ biết đường mà tránh chứ không phải Kim toàn dọa dẫm gì cả chúng ta biết được cái hậu quả rồi thì bây giờ chúng ta đi tìm cái nguyên nhân thì cái nguyên nhân vừa rồi kim toàn cũng liệt kê ra luôn rồi đúng không là do cái mạch máu của chúng ta nó bị tắc bó chặt từ phía ngoài và tắc cả từ phía trong đồng thời là thời tiết nó lạnh nó làm co lại vậy thì nguyên nhân là như vậy rồi tuy nhiên còn một nguyên nhân rất sâu xa nữa nhá nó liên quan đến cái bản năng trong con người chúng ta đó là cái thói quen ăn uống của mình nó vô tổ chức vô kỷ luật cái gì cũng ăn được không quan trọng cái gì được tốt hay không cứ ngon là lích đúng không ngon mà lích rồi thì chắc là trời cứu thôi những cái thứ ngon là những cái thứ mà nó làm cho chúng ta suy giảm sức khỏe đi Ví dụ chất kích thích có ngon không? Ngon quá đi chứ Ngon thì nó mới làm cho gây nghiện như vậy chứ đúng không? Rượu, bia, cỏ, ke, kẹo lóc có ngon không? Ngon thì nó mới làm cho chúng ta chết mê, chết mệt như vậy chứ đúng không? Thức ăn ngon có ngon không? Thì nó mới làm cho chúng ta bị gút đúng không? Các cái loại bánh ngọt hoa quả nó có thơm ngon không? Ngon mới làm cho chúng ta bị tiểu đường có đúng không? Còn những cái thức ăn thanh đạm mới đem sức khỏe chúng ta nhưng mà nó không ngon đúng không? Thuốc đắng dã tật sự thật mất lòng mực tàu khắc một gỗ thì làm đau gỗ nhưng mà em đem trí tuệ cho chúng ta có đúng không thôi buông quay lại rồi nhá hai tay nâng ngang vai này nắc lư nhẹ nhàng đúng không vậy thì cái quan trọng nhất chính là cái thói quen ăn uống sai lầm tuy nhiên thì cái này rất là khó chữa và rất là khó xử lý không phải ngày một ngày hai mà chúng ta ý thức được còn trẻ còn khỏe là phải còn đam mê còn ham muốn chứ bây giờ một bảo một người hai 30 ba mươi tuổi mà bảo không kiêng quan hệ tình dục đi xuống tóc đi đi tu đi làm sao mà có thể họ làm được Khó vô cùng luôn Làm được như vậy thì cả xã hội người ta đã làm rồi Có đúng không Và rồi thì dẫn tới là hàng ngày chúng ta đưa các chất độc hại vào cơ thể Và rồi do cái thời tiết môi trường tác động Và đến một cái độ chín nhất định là chúng ta làm sao phải trả giá Và cái sự trả giá đấy là không có cơ hội làm lại nhé Có nhiều rất nhiều rất nhiều thứ trong cuộc đời Chúng ta làm sai thì chúng ta lại sửa chữa được nhưng cũng có rất nhiều rất nhiều rất nhiều thứ sai một lần là hỏng mãi mãi không bao giờ sửa được cả và đặc biệt những bệnh đột quỵ tai biến như vậy là không bao giờ có cơ hội nhé và bệnh nó có tên là hoi này có tên có từ khóa ăn hoi này bệnh đột quỵ tai biến là một cái bệnh mà chết không hề biết mình chết cứ xỉu xỉu xong rồi chết thôi đúng không cũng có biết là mình chết rồi còn các bệnh khác là chết đến đâu mình biết đến đó thì mình cũng có cái thời gian để làm sao để mà phòng để tránh để sửa đúng không còn đột quỵ tai biến là đã toang là toang luôn ai đó mà toang luôn người tốt chúng còn toàn mà liệt luôn xong rồi ngồi đó là ỉa gì đấy dầm ăn sâm bằng mũi nhá sống không bằng chết còn khổ nữa còn phục hồi được nhá nghe chừng hơi khó và trong đời sống của chúng ta có rất nhiều những người như vậy chỉ có điều là mình có biết nhìn vào để mà sợ không thôi rồi sau đây mời các bạn nhìn cái động tác mà kim toàn mong muốn chia sẻ và nó chính là cái gì ạ là cái gì ạ là cái gì chính của ngày hôm nay đúng không rồi các bạn nhìn nhá có thể là các bạn cảm thấy hơi nhát nhát thì thôi mình tựa ở tường lát nữa kim toàn tựa ở tường nhé còn bây giờ kim toàn nằm ở ngoài trước đan 10 cái ngón tay vào nhau nhé chúng ta phải làm kiểu này thì chúng ta mới có tác dụng chứ không làm sáng tạo ra những cái kiểu khác nhé đan 10 cái ngón tay vào nhau rồi kê ở chặn ở phía sau đầu của mình này chặn nó lại đúng không đừng để cho nó nó đung đưa lắc lư chặn nó lại nhá chặn đừng để nó trôi rồi chúng ta có thể đưa một chân một lên miễn làm kiểu gì cũng được chả quan trọng miễn là lên được không quan trọng nhá rồi thì đây là cái động tác làm tốt nhất nhé Các bạn có thể giữ vào tùy vào cái sức của mình Ví như chúng ta bị xoang mũi chẳng hạn Chúng ta ngạt mũi thì chúng ta giữ ít ít thôi Chúng ta bị đau cổ quá thì giữ ít thôi Mà trong trường hợp chúng ta bị thái bó đốt sông cổ Thì sẽ có cái công cụ khác Chúng ta bị thoát vị đốt sông cổ Thì lại có cái công cụ khác nhé Mà trong trường hợp sức khỏe chúng ta còn Thì tốt nhất là mỗi ngày làm tầm 10-15 phút Mỗi ngày làm tốt 10-15 phút Phòng bệnh hơn chữa bệnh mà Đúng không? Các bạn có thấy rằng là Kim Toàn khi trồng chuối vẫn nói chuyện được bình thường Đúng không ạ? Rồi giữ tĩnh nhá Đó Giữ tầm 10-15 phút chán chúng ta có thể làm vài ba lần Không nhất thiết là làm một lần nhé mà làm vài ba lần Rồi hạ xuống à, Đây là cái dụng cụ các bạn nhìn phía trước này Đó là cái ghế trồng chuối nhá Trong trường hợp ấy mà các bạn bị tháo rất sông cổ khá là nặng Mà mình cảm thấy rằng là mình không thể làm được như vậy Thì ở đây có cái ghế trồng chuối Cái ghế này thì Kim Toàn có bán các bạn cũng có thể hỏi kim toàn hoặc là bán đồ đó có rất là nhiều nhé thì cách làm như sau đưa gáy của mình vào trong đúng không trông nó chơi vơi ở giữa đường sợ có gì đâu chúng ta lát nó chúng ta dựa tường nó khó đâu đúng không sau đó cũng nâng một chân lên rồi giữ thế này thôi đó thì cái cổ của chúng ta nó lủng lẳng ở phía dưới nó không trụ ở đâu cả tác dụng thì như nhau nhưng được cái là nhàn đúng không đó còn kim toàn làm tốt thì kim toàn làm đủ các kiểu không sao cả các bạn chỉ cần làm tốt như này thôi còn ai đó làm tốt thì có thể là tách hai cái chân ra đúng không cho nó đẹp cho nó mỹ, mỹ lệ rồi, thì đây là cái ghế dùng để làm sao? Dành cho những người bị hóa đốt sống cổ. Rồi. Các bạn không tìm được chỗ mua thì các bạn cứ hỏi Kim Toàn nhé. Còn ngoài ra nữa này, chúng ta có thể là tập dựa vào tường thì ở đây là có cái bức bức kính rất là chắc chắn, chặt chẽ thì các bạn có thể nhìn Kim Toàn làm nhé. Kim đang ăn tay này. Đúng không ạ? Cũng chặn đầu nhá. Tất nhiên là phải kê cái gì dưới đầu rồi, còn Kim Toàn làm cho nó cho nó nhanh mà. Rồi, nâng chân lên. Đó, chúng ta muốn làm kiểu gì thì làm. Lên giữ thôi, đúng không ạ? dựa chân vào tường cũng có thể là bỏ một chân ra ngoài một chân chạm tường hoặc là hai chân chạm tường đúng không cứ giữ như vậy làm thành vài ba lần thậm chí năm bảy mười lần mỗi lần chúng ta làm vài chục giây cũng được ban đầu có thể nhát quá rồi yếu quá thì làm khoảng tầm 10, 15, năm hai mươi giây thôi sau đó cứ nâng dần nâng dần lên và đâu giữ vài phút đúng không và rồi tổng thời gian chúng ta sẽ giữ được tầm khoảng mười mười năm phút thế là có tác dụng vô cùng lớn rồi rồi hạ xuống rồi bây giờ giải thích cái tác dụng của động tác nhá vừa rồi là cái cách tập đúng không ở ngoài ở trên ghế và dựa tường các bạn có thể có rất nhiều các cái cách khác nữa miễn là sao lên được hoặc là mình nằm luôn ở cái giường của mình có cái đệm đấy mình hất chân lên tường nó rất là nhàn đúng không đổ đổ luôn xuống cái đệm rất là nhàn không có khó khăn gì nhé tác dụng của động tác này là làm gì nhỉ là giúp toàn bộ hệ thống mạch của các bạn sạch đi sạch sẽ đi nhé để giúp cho đẩy những cái mỡ ở trong mạch của chúng ta ra khỏi cái mạch đó càng nhiều càng tốt dẫn tới là cái mạch của chúng ta nó sẽ sạch sẽ và cái lượng máu huyết lưu thông được nhiều hơn đồng thời này sẽ đẻ ra nhiều cái mạch mới nữa có nghĩa là giả thiết như bây giờ chúng ta có 90.000 km mạch máu và chúng ta chịu khó tập luyện một thời gian này nó tăng thành 10.000, 11.000, 12.000 ôi thế thì có nhiều mạch máu như vậy thì có nhiều hướng để đưa máu về đưa máu lên và đưa máu trở về Vậy thì trong trường hợp tắc một cái mạch thì có các cái mạch khác nó thay thế Tuyệt vời như vậy mà không làm thì còn làm cái gì nữa Bản thân chúng ta phải biết tự yêu thương cơ thể của mình Tự nâng cấp sức khỏe của mình lên Không chờ đến cái chuyện mà xìu 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 được rồi Xong rồi chờ con cái gọi xe cứu thương đến Chở đi lên bệnh viện thì 10 người có nghĩa là 6-7 người là không quay về được đâu Và thực tế trong lớp học online hay đập nay của Kim Toàn Cũng có những người tương tự những cái tình trạng như vậy nhé Mức nhẹ nhất chỉ là đau đầu thôi nặng hơn một chút là rối loạn tiền đình nặng hơn một chút là choáng chóng mặt thi thoảng cứ xíu xìu 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 đứng lên ngồi xuống kèm với tất cả những triệu chứng đau đầu và tiền đình và rồi cuối cùng là sớm hay muộn cũng sẽ là đột quỵ thôi cảm ơn các bạn rất là nhiều trong trường hợp các bạn có muốn nâng cấp cái sự hiểu biết của mình hơn thông qua cái cách tập luyện trồng chuối hoặc là có được sở hữu những cái chiếc ghế trồng chuối như này các bạn làm sao cứ kết nối với kim toàn nhé kim toàn là một chuyên gia và kim toàn hoàn toàn có thể hỗ trợ được các bạn rất là đơn giản và dễ dàng Hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video hữu ích về chăm sóc sức khỏe lần tiếp theo cùng với Kim Toàn nhé. Ngoài ra các bạn cố gắng là nhấn một cái nút like nút thích vào trong cái video của Kim Toàn để giúp Kim Toàn có nhiều cơ hội chia sẻ kiến thức của mình tới cộng đồng hơn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở video của lần tiếp theo.